À, chào bà con nha, hôm nay thì con bơm nước công suất lớn nè, ống ga một tắc nha bà con, khoảng 80 mét khối trên giờ, đây, khoảng 80 mét khối trên giờ nha bà con, ống ga một tắc khoảng 80 mét khối trên giờ, cam Yokohama, 9 ngựa nha bà con, 9 ngựa công suất lớn là dành mấy con mà bơm chống khô hạn hay chống bơm vô xà lan nè nè, qua phà qua cống qua mấy cái cầu hẹp bơm vô để cho ngập nước xuống dễ nè, bơm tát ga cũng dữ nè, này tốc độ lớn thôi con, quá trời cái họng luôn nè, họng tắt luôn nè, họng một tắt luôn mà con. Alo, anh sẽ bỏ cái dung xì mà một cũng xéo thẳng à. Đây cái con canh bơm nước một tắt nè con, công sức lớn nè con, là đi xà lan bơm này ok, là bơm vô lúc qua cầu, qua đường cầu thấp rồi nè, là bơm vô ruộng cũng hay lắm mà con, nó ruộng nhỏ ít là bơm này cũng ngon nè, có bầu quá thì bự là bơm này tự hành nha, chỉ cần mồi lần đầu lần sau tự hút, nó có từ 13 4 ngựa có bơm luôn rồi con, nó qua 4 18 ngựa có luôn, con công suất lớn mà con, mau đầy lớn thì tiết kiệm xăng hơn, thời gian làm việc ngắn là tiết kiệm xăng hơn. Trọng lượng của có nguyên toàn thân là chỉ có 42 kg rồi con, nguyên bộ này 42 kg. Máy bảo hành cho bà con 6 tháng nha. Ốc bột mùi lon luôn. Đẹp, đời này rất đẹp phải không? Mẫu mò này rất là tươi. Bơm nước xung thùng luôn nha. Hiệu bơm nước là Carbon. Tên máy là Ken Yokohama. Đây Carbon, water nước. Đây KB. Phù hợp với cái bơm nước là KB luôn, KB 100, đóng 100 nè. Tiện rồi con, nắp xăng này rất lợi hại nha. Chống tràn luôn. Đó ngon. Còn bơm công suất lớn này cũng được. Khỏi con dây ống gườm gà mới dầu nặng nề, mấy này cũng được. Alo. Đúng rồi anh. Đẹp mà con. Đạt tiêu chuẩn rồi, tiêu chuẩn Hoa Kỳ, tiêu chuẩn Canada nè. Tiêu chuẩn của châu Âu nè. Đạt tiêu chuẩn khí thải môi trường nha con. Đạt tiêu chuẩn quốc tế luôn nè, International nè. Rồi con nào có nhu cầu alo nha. Máy bơm nước Yokohama, tốc độ lớn. Chính ngựa.